Giáo phận Vinh chờ chén Linh Mục Hồ Hữu Hòa Giám mục giáo phận Vinh An Phong Nguyễn Hữu Long ra quyết định chờ chén đối với Linh Mục Hồ Hữu Hòa, nhân vật chính trong vụ lùm xùm thầy bói trở thành Linh Mục sau khi ra tù chưa đến một năm. Trên trang mạng của Hội đồng Giám mục Việt Nam, chiều ngày 15 tháng 2 đã đăng tải bản văn thông báo gửi các Linh Mục trong toàn giáo phận Vinh được ký bởi Linh Mục An Tôn Trần Đức Hà, Phó Tránh Văn phòng Tổng Giám mục. Theo đó, Đức trạng An Phong Nguyễn Hữu Long, giám mục giáo phận Vinh quyết định không cho phép linh mục Hồ Hữu Hòa cử hành các bí tích và lễ nghi trong giáo phận Vinh. Điều này đồng nghĩa với việc huyền chức linh mục hay tước bỏ năng quyền trong dân gian gọi nôm na là treo chén. Người đứng đầu giáo phận Vinh cũng quyết định ngưng chức vụ trưởng ấn và tránh văn phòng tòa giám mục đối với linh mục Nguyễn Nam Việt, người trực tiếp tham gia lễ thuộc phong linh mục cho ông Hòa ở Philippines. Theo linh mục Đinh Hữu Thoại, kỷ luật mà giám mục Long đưa ra chưa thực sự nghiêm khắc đúng mức đặc biệt việc ngưng chức vụ của linh mục nguyễn nam việt không tương xứng với vi phạm nghiêm trọng mà vị tu sĩ này mắc phải